Hey, what's up everybody? Get ready for Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. มีชื่อเที่ยวในกระบะหมวกเข็มผ่านข้อรับติ่งก้าวเสื้อ Mario và Sonic ngay bây giờ. Đùa vậy thôi chứ thực ra đây sẽ là một cái tựa game thể thao các bạn ạ. Như chúng ta có thể chọn rất nhiều nhân vật đến từ hai nhà phát triển Nintendo và Sega, chứ không phải là có mỗi Mario và Sonic đâu. Và đúng như tên gọi của trò chơi là Olympic Games, chúng ta có thể thử sức mình trong rất nhiều bộ môn thể thao có trong trò chơi, như là nhảy xa này, karate này, đấu kiếm, và đương nhiên có cả đá bóng nữa. Nếu các bạn đang tìm kiếm một tựa game trên hệ máy Nintendo Switch để chơi cùng bạn bè cùng gia đình này thì mình nghĩ sẽ không có tựa game nào phù hợp hơn cái tựa game này đâu. Mình game hỗ trợ tối đa đến 4 người chơi co-op cùng một lúc trên một chiếc máy cơ mà. Rồi, không để mất nhiều thời gian của các bạn nữa thì ngay sau đây mình sẽ chơi thử một vài môn cho các bạn thấy nhé. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và hãy ủng hộ nhà phát hành games bằng cách tự thưởng cho mình một đơn đặt hàng từ game này các bạn nhé. Ok, here we go. Rồi bắt đầu, mình sẽ thử cái môn chạy 100m ngày đầu tiên cho các bạn xem bạn nhé. Mình sẽ chơi luôn lên một Mario rất là thân quen phải không? Ok, bắt đầu nào. Nên đầu tiên mình chơi tựa game này, nên là nếu mình khó không được về nhất thì các bạn sẽ thông cảm với mình nhé. Oh, có vẻ như mình đã nhất rồi. Vâng. Đôi khi chúng ta không nên khiêm tốn thái quá các bạn ạ. Hãy tự tin vào bản thân mình các bạn nhé. Huy chương vàng cho Mario. Come on. Let's get it. Yahoo. Rồi, đấy là 100m. Bây giờ mình sẽ thử cái môn 110m vượt rào. Khá là thử thách đấy. Nên mình sẽ nhờ cái anh bạn Sonic này giúp mình nhé. Ok, get ready. Go. No, no, no. Oh, man. Tiếp ngay mình sẽ mang lỗi. Oh, nhưng mình có thể sửa sai bằng cách nhảy đúng nhịp các bạn ạ. Cố lên nào, cố lên nào. Oh man. Trời ơi. Thôi được chơi sẽ nghe. Không thể chịu nổi. Về thứ 7 ạ. Vãi đạn. Mình không chấp nhận cái thành tích này đâu. Ok, hãy cùng mình thử lại một lần nữa nhá. Này mình sẽ cố gắng xuất phát thật là tốt. Có một cái xuất phát là tốt thì cái bước đà mình sẽ rất chạy nhanh được. Rồi. Go. Nhảy. Perfect. Yes. Không khó, quá là khó đâu các bạn. Rất may mắn mình đã vậy. Lại một lần nữa mình được huy chương vàng rồi. Vậy là Mario và Sonic của chúng ta đã được huy chương vàng ngay trong hai cái môn thể thao đầu tiên. Tuyệt vời. Action. Rồi. Đến với cái môn gọi là chạy tiếp sức 400m các bạn nhé. Ok, mình chưa chơi từ cái thể loại này bao giờ nên mình sẽ xem cách chơi như thế nào. Có lẽ là mình sẽ chọn một cái team 4 người toàn những vật nữ xem thế nào nhỉ. Chân dài chạy rất là nhanh mà tiếp sức cho nhau thì chấm hết rồi. Oh yeah, vậy là đã full team nữa rồi. That's good baby. Phải không đi cưng. Sẽ như cầm chuối vậy. Ok, I'm ready. 3 2 1. Go. Tap 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 A. Tap A. Ok. Ui. Ui đạn. Sorry sorry. Mình đều chơi như là hơi lỗi tí xíu. Đúng rồi, mình sẽ phải căn thời gian để ấn chuẩn phím Y. Nếu không thì bọn nó sẽ có... Đây này, sẽ không trao gậy cho nhau một cái cách gọi là một mà... Rồi. Trời ơi, mình đã rất cố gắng rồi. Nhưng có lẽ... Mình sẽ hài lòng với cái vị trí thứ hai thôi. Huy chương bạc cũng được mà.
Ôi trời ơi. Không sao mà các cô gái. Thôi, cái môn này sẽ là một môn rất là khoai. Ném lao. Yeah. Mình còn chả biết chơi cái môn này ngoài đời như thế nào luôn. Đây. Vậy là những cái đối thủ của mình đã chơi từ trước rồi. Giờ chỉ còn một mình thôi. Để xem mình có thể vượt qua cái thành tích của bọn nó không nhé. Tap A tiếp để chúng ta có thể luyện được power. Căn à. Đúng được rồi, đúng được rồi. Căn căn. Hơi khó các bạn, hơi khó. Ui. Foul rồi. Có lẽ là mình đã chạy qua cái vạch mới ném này nè, bị pha lỗi. Động phộng do má nó chứ. Thử lại một lần nữa nhá. Mình nghĩ mình sẽ ném sớm một chút. Rồi. Nice man. Okay. 55.000 mét á. Động. Phải cứ. Không thể tin là tôi có thể chơi gà như vậy được. Ok, let's try again. Mình không bao giờ mình hài lòng về cái vị trí cuối cùng cả. Lần đầu chơi bao giờ cũng lỗi mà. Mình sẽ có sửa sai lần này. Let's power up. Ăn chuẩn tí nào các cương ơi. Không còn vậy nữa. Mình sẽ phải giữ thăng bằng, mình không giữ thăng bằng được rồi. Cay thật. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Cố lên. Ném chiếc bà đi cho nhanh. Hơi bị phỏng vật. Khá là xa đấy, bao nhiêu mét đấy. Bao nhiêu mét luôn. Oh yeah. Bao nhiêu mét thì chắc chắn mình sẽ thứ nhất rồi. Lại huy chương vàng nữa. Vậy là mình đã thành tích khá là tốt. 3 huy chương vàng và 1 huy chương vàng. Nếu đây là một cái thế vận hội Olympic đúng thật thì có lẽ mình đã xếp đầu đoàn rồi. Không phải tranh cãi nhiều nữa. Đây là như mình đoán nó sẽ là cái môn nhảy xa. Nên là mình đã chọn một cái nhân vật chân rất là dài. Quá nhiều lợi thế luôn. Ok, let's go. Thôi chúng ta phải ấn đúng nút nhé. Ê, oai nhỉ. Một 7.458 mét. Sao dài đấy nhỉ? À 17 mét đấy nhỉ? 17.000 chắc không? Nhầm hàng, 17 mét. 17 mét cũng là dài chứ, có phải vừa thôi. Nên là mình sẽ quăng phá vỡ kỷ lục của mình nhé. Ôi dồi ôi. Chúng ta phải vượt qua cái vạch đỏ chưa? Nhưng mà có lẽ mình còn chưa chạm đến cả cái vạch vàng. Không sao. Với 17 mét thì gần như mình đã không có đối thủ ở trong cái màn chơi này. Tuyệt vời. Yeah. Đã thêm một huy chương vàng nữa là bộ sưu tập của mình. Có lẽ mình đã quá ngấy cái huy chương vàng rồi. Mình sẽ thử một cái bộ môn này khác biệt một tí. Thật rồi. Trở lại bộ môn ném đĩa đi. Xem một cách chơi một tí nào. Ui ôi, cái này phải điều khiển cả tay cầm nữa các bạn. Nhưng không sao đâu. Đôi bàn tay mình đã từng sóc đĩa 30 năm trời rồi. Nên là cái môn thể thao này nó sẽ là năng khiếu của mình. Tuy nhiên mình sẽ vẫn phải chọn một nhân vật có tay to một tí. Tay càng to ném càng xa mà. Đây chính là kẻ chuyên gia bắt các công chúa trong những cái game Mario này. Practice. Đây là cái màn luyện tập. Nào. Wow. Oh. Đây khó. Sweep back. Ok, and through. Được. Ui, lại mạnh quá luôn. Ai cút. Được, mình thi luôn đi, không phải nói nhiều nữa. Ôi. Nói thi chính thì nó sẽ che giấu cái. Nó che đi cái phần lực. Ui, khổ biết nào. Thằng che như này quá khó luôn. Vâng, thành tích không mét.
chắc chắn là thứ bét rồi. Mình không có năng khiếu trong bộ môn này rồi. Cố gắng cẩn thận. Đẹp không? Hơi yếu. Thế còn ném đi nữa. 20 độ, một góc 20 độ. Oh yeah. Gì vậy? Đây nữa. Mi cưng. Tổ phộng hóa ra nãy giờ mình đang luyện tập các bạn. Giờ phản chiếu chính này. 25 độ, chu lâu rồi. Sáng thua rồi. Ủa rồi. Bạch vàng này, như mình. Bạch chiếc thứ 2 thì phải. Đấy phải, nhầm. Khó quá, chuyển cái bộ môn khác đi. Quá khó. Luigi sẽ chơi, sẽ thay, Luigi sẽ thử sức mình trong cái bộ môn leo núi, nhưng mà leo núi nhân tạo các bạn nhé. Ôi, khó vãi cả đạn. Shit. Oh shit. Come on. One more. Mình sẽ phải quyết định xem đi sang bên trái hay bên phải. Bằng cách dùng cái cần cần gạt ấy. Bên này mình sẽ quyết định đi sang bên phải đi. Phải tiếp đi. Để cố gắng ăn cái trái tim ở đây. Trái tim ở đây sẽ giúp chúng ta tăng thể lực lại được đó. Rồi, ngon lắm. Oh my god. Oh, that's very tough. Checkpoint. Nhưng mà checkpoint là cái quái gì nhỉ? Mình sẽ không được bị rơi đâu. Chắc chắn rồi vậy. Oh, yeah. Chẳng hết lực rồi. Hay quá. Có ngay một cái team ở đây. Oh, mình sẽ cố gắng đánh leo càng cao càng tốt các bạn nhé. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Úi trời ơi. Tay mình bắt đầu run rồi. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Hỏng rồi. Lên. Ôi giời ơi, mình không để ý một cái ngôi sao đằng kia kìa. Nên cái team này thì bây giờ cũng ăn thua mấy. Bởi vì là có thể lực mà có thời gian đâu. Tiếp ngay. Tổ sư. Man. Tôi đi trình động được. Xin chào rồi, bây giờ ra đời trắng tay. Mình có môn ném đĩa hôm nay. Thử chơi một môn khác các bạn nhé. Nó dễ tính lướt sóng, không phải sở trường của mình. Ok, vậy thì chơi đá bóng đi. Cả mức dễ vừa đi, khó quá, gốc nào chơi. Rồi, chúng ta sẽ chọn 4 nhân vật để lập lên một super team của Real Madrid. Đấy nhỉ, ok, okay. Donkey Kong. Một chú khỉ rất là to lớn, mình sẽ cho nó làm hậu vệ. Và Luigi nữa. Chơi tấn công là chắc chắn rồi. Không bao giờ có chuyện mình chơi vòng thố nha. Chưa được. Mình chơi đội hình. Đội hình gì nhỉ? 1-2-1 có vẻ là đội hình chuẩn đấy. Nhưng mình sẽ cho chú khỉ Donkey về hậu vệ. Về với cái thần hình to lớn. Để càng quét phía dưới. Sonic sẽ cho chạy cánh. Đương nhiên là cái tốc độ của Sonic mà. Mario và Luigi sẽ cố gắng hỗ trợ một chút thôi. Chưa. Người đang có bóng là Mario. Sonic. Oh man. Sợ em đã cướp được bóng rồi. Đội bạn khá là to vừa cao. Còn hôi thì chắc chắn còn hôi hơn cả mình rồi. Mario tranh được bóng rồi. Luigi. Ui trời, một đường truyền khá là chuẩn nhưng mà đã bị đối phương bắt bài. Đối vật đối phương. Đây có một cái thủ môn chứ nhỉ. Một gì khá là nhỉ. Donkey Kong. Luigi. Ok, mình nhầm rồi. Có vẻ Luigi có tốc độ khá là tồi. Nhưng mà không sao. Trời ơi, what the fuck are you doing, Mario? Luigi có cái tốc độ khá là phù bóp, nhưng mà với kỹ thuật xử lý trái bóng, luyện thì anh ta đã
không nên sút mà vẫn đưa bóng được vào lưới. Đấy là đỉnh cao của đẳng cấp các bạn. Rồi, lỡ mải nói quá. Chạy đâm đầu thủ môn này. Hãy chat time. Cứ bù giờ. Oh my god. Được cái con. Sút đi, sút đi. Ui, ơi, chậm rồi, đúng cái thằng hộ vệ chân gỗ. Nghe được xương. Sạc đi. Trong này, theo mình để biết thì deck có thẻ đỏ, thẻ vàng đâu. Những cái chiếc bẩn thôi. Không sạc, không sạc. Cái này sạc lại anh BNT ngay. Ồ, đồ hậu nó dùng skill rồi. Ôi xa, quá hết giờ. Thủ môn mình cũng biết là ai nhưng mà khá là đẳng cấp. Giờ mình sẽ thay đổi đội hình một chút nhé. Hôm nay mình sẽ chơi cái chiến thuật phòng ngự phản công đi, mình đang dẫn bàn mà. Đây, rồi. Nhưng mà mình sẽ cho Sonic lên đầu tiên để tận dụng tốc độ của anh ta ở những tình huống phản công, như kiểu Jamie Bagley của Leicester City các bạn. Mình chuyên gia bóng đá mà. Ôi. Ôi trời ơi. Mẹ lắm chứ. Ôi mà trận tan tành cái kế hoạch phòng ngự phản công. Ôi không sao, mình giữ nguyên vẫn cứ nguyên chiến thuật như vậy. Bởi vì theo mình tự phân tích thì chiến thuật khá là hay mà. Mario. Cuốn rồi. Phá bóng động chất đội bóng chiều dưới. Sonic, anh có thể làm gì? Anh có thể gì làm? Chỉ muốn chọn Donkey Kong. Mario, có vẻ như Mario đã bao giờ thấy bị rồi nhưng mà trọng tài không cất còi. Chúng tôi cần công nghệ VAR hỗ trợ ở đây. Oh man. Donkey Kong. Chạy đi, thật công, đội mình chạy chậm quá. Xoạc, mày quá cực bóng. Luigi. Mario. Ui giời ơi, Mario đội bóng như thế thì có nghĩa là mình trận sau mình bán Mario luôn. Thì đâu có mở nhà. Phong độ thì siêu siêu. Ngon thua. Sonic. Người dị. Ôi chúng ta vậy cho nên chúng ta sẽ bắt đầu bước vào hiệp phụ rồi. Thời gian bù rửa đã hết mà. Mình đổi chiến thuật một chút nhé. Mình sẽ chơi tấn công tổng lực thôi. Chứ nếu mà cứ phòng ngộ như vậy thì vẫn có mồm một trò sầu mất. Cát. Ngày đầu tiên đi. Khóc chết. Đến Van der Sar còn này cũng phải bó tay thôi. Mình đã thể đẳng cấp của mình ở cái thời khắc quan trọng. Có thể nói là Mario ấy chứ. Chơi khác mờ nhạt ở những hai hiệp đầu nhưng mà bước sang hiệp phụ thì anh ta đã thể hiện đẳng cấp của một thủ lĩnh. Chết bà đi. Đấy, cái đẳng cấp thủ lĩnh đấy nha. Ui hồ ơi. Sao mình cứ ghi bàn nào là bọn nó đã hay thế nhỉ. Nuôi gì. Chuyên đi. Ui, mất cơ hội là chuyên. Ui, trời ơi, Mario chạy chậm quá. Đấy mà Sonic thì ăn rồi. Man. Okay, Sonic có bóng. Bóng tăng tốc. Ui. Mình không dám chạy tiếp. Ui. Yeah. Không có gì để nói những tình huống này cả. Cú sút bồi khá đơn giản. Thủ môn của đấy có mọc thêm hai tay nữa thì cũng không thể nào bắt được đâu. À bên, thời gian đầu bù. Thời gian gì nhỉ? Thời gian bù giờ. Nhưng mà hiệp phụ nãy giờ mình cảm thấy nhầm. Thời gian bù giờ của hiệp phụ nhá. Ôi. Trời ơi, mình sẽ đổi sang chiến thuật phòng ngự tổng lực vậy. Jose Moutinho một tí. Căng. Chúng mà căng đấy. Trời rất là bẩn. Nhưng sao? Có thẻ đâu mà mình gì phải ngại không các bạn? Xoạc thoải mái đi. Bọn nó cũng có chấn thương đâu. Ôi. Không rồi. What the fuck? Cái cậu mẹ nó ngu vậy cơ chứ. Chuyện chiêu xong rồi để thủ môn còn về giữ vị trí lại. Ngu vậy cút. Úi giời ơi. Vừa rồi thì mình đã thể hiện một cái chiến thuật rất là nổi tiếng. Đó chính là Tiki Taka.
Thì cả nhưng mà đây sẽ là Tiki Taka phiên bản du ngủ nhé. Chết đi. Man. Ngủ rồi. Oh man. Mario bắt đầu trở về cái phong độ đúng của anh ấy ngày hôm nay này. Quá là cùi bắp. Còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, coi lên. Nhưng thực ra mình đang có cách biển hai bản cho nó ghi bản nữa cũng được, sợ gì. Nhưng mà đối phương của mình, đối thủ của mình thì có vẻ như chúng nó đang giữ chân được nó rồi, không dám sút nữa rồi. Úi giời. Úi giời. Vật cái đẳng cấp. Có lẽ pha sau pha phát bóng này thì trận đấu sẽ chấm dứt thôi. Đúng như mình đã nói dự đoán. Chiến thắng rất là thuyết phục đến từ đội của Mario and Sonic. Đấu một trận là huy chương vàng rồi các bạn ạ, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mình cũng chả biết đối thủ ở trận bán kết của chúng ta là ai. Oh come on. Rồi một cái môn là thú vị hơn nhá. Hay là một tí đấu kháng nhỉ, đúng không? Karate đấy. Let's go, let's go. Feeling good.
awesome! Take your marks!